sự chủ yếu bằng nghề chăn nuôi. Đam mê bóng đá từ nhỏ cũng chính là thứ anh đang theo đuổi. Ngoài giờ học đi chân châu, anh tập đá bóng ở sân làng, mê chơi bóng đến mức cô lập tiếng dụng quên mất cả bữa ăn. Trên thủ phụ giúp bố mẹ xong việc nhà mới dám ra sân. Ban đầu chơi vị trí trung vệ nhưng không có một ai chỉ dẫn. Ăn trộm bưởi của bố chồng làm thành trái bánh để đá bóng lớn lên xin vào câu lạc bộ trẻ vì có nhiều tố chất ở bên trong. Chuyển đến với bóng đá chuyên nghiệp do câu lạc bộ thiếu thủ môn. Anh đang chơi vị trí trung vệ thì bị thầy đẩy xuống bắt gôn. Cả giận thầy vì đó không phải vị trí sở trường anh ao ước. Nhưng theo thời gian anh lại thích bay nhảy hơn là chạy nhiều như trước. Tình yêu vị trí gác đền càng ngày càng rõ nét. Thường tưởng và lấy cảm hứng anh học hỏi nhiều từ bi cơ. Trên thời gian luyện tập trôi qua, khả năng bắt bóng tăng lên đáng kể thì ngay lúc đó anh nhận được tin buồn câu lạc bộ giải thể. Lại một lần nữa thất nghiệp, anh sẽ xô đi phụ hồ. Ví dụ như người anh trai không được bỏ cuộc mà phải ráng cố theo đuổi đam mê. Được phát hiện tài năng khi anh thể hiện tốt trong các trận đấu, anh gác đền và dần trở thành tiền mấu chốt và đưa tay bắt phạt ấy. Nếu có thêm một lần vấp ngã thì đam mê ấy có mất đi. Chân tình cảm của người hâm mộ dành cho anh chưa bao giờ hết nuôi dưỡng tiếp giúp mơ trở thành vua bắc 11 mét. Đôi tay bắt phải đền ấy từng là cung cát và xi măng. Nếu có thêm một lần vấp ngã thì đam mê ấy có mất đi. Chân tình cảm của người hâm mộ dành cho anh chưa bao giờ hết nuôi dưỡng tiếp giúp mơ trở thành vua bắc 11 mét. Dũng cũng chỉ sẽ nỗi buồn với người em trai do tiếng dụng không thể thi đấu cũng cứ vì bị chấn thương vai. Người ta thấy thấp thắng đâu đó số 6 ở lớp áo bên trong. Người em trai thi đấu với mình kể cả những pha bay người trên khẩu với chơi di chuyển linh hoạt là người nhận trong khuôn khổ chỉ nhanh cản phá đường bóng, đặc biệt là những pha solo. Đã lâu rồi người dân cả nước mới lại cùng nhau xem TV. Chỉ sau trận mà lượt theo dõi của anh đã vượt xa MVP. Liên quan đến Việt Nam coi chúng ta càng đá càng thăng hoa. Dũng cảm lên cái chàng trai vì một tài sản áo của nước nhà là nhân tố không thể tiêu chuẩn đúng vị trí để lăn xả. Người ghét đời có vai trò quan trọng giúp U23 tiến đi xa. Yêu cầu trình độ chuyên môn thì Bùi Tiến Dũng có thừa. Bùi hiếm về khả năng bắt bóng với lối chơi đầy máu lửa. Chính chiến với cánh đồng đội đa số là những pha thắng ngược. Đây thì chịu chiến thắng như biết trên đất Thường Châu anh đều bắt được. Trận đấu đến phút kỳ cấm trên chống phạt đền không thể đánh bại. Nha Nam nào chẳng cố gắng người càng đẹp trai càng lợi hại. Mấy trăm người ở trên khán đài cũng hàng triệu con tim thầm lặng. Mái giáng theo cờ đỏ sao vàng cũng hô to Việt Nam chiến thắng. Đôi tay bắt phạt đền ấy từng là cung cát và xi măng. Nếu có thêm một lần vấp ngã thì đam mê ấy có mất đi. Chăng tình cảm của người hâm mộ dành cho anh chưa bao giờ hết nuôi dưỡng biết tiếp giúp mơ trở thành vua bắc 11 mét. Đôi tay bắt phạt đền ấy từng là cung cát và xi măng. Nếu có thêm một lần vấp ngã thì đam mê ấy cũng mất đi. Chăng tình cảm của người hâm mộ dành cho anh chưa bao giờ hết nuôi dưỡng biết tiếp giúp mơ trở thành vua bắc 11 mét.